anh em, hôm nay thì mình sẽ vào đây với số vốn 68. Thì mình chỉ ăn lên 86 thôi anh em ạ. Đó là mình đánh theo kiểu lộc phát lộc anh em. Không biết là nó có hôm nay có ăn cho mình ăn không. Mình chơi là mỗi ngày mình sẽ thắng nhỏ nhỏ như vậy thôi anh em, không cần thắng nhiều đâu. Nhiều anh em cứ nghĩ rằng là vốn 5 mê thì anh em phải thắng lên 10 mê. Đấy, là nghĩ là anh em thắng 5 mê ấy. Nhưng mà đối với mình thì ăn no là nó cách tốt nhất anh em ạ. Ví dụ hôm đó mình muốn ăn 1 mê thì mình sẽ nạp vào 5 mê, là mình nhân 5 số vốn mình lên anh em. Nếu muốn ăn 2 mê mình sẽ nạp vào 10 mê. Đấy, kiểu như vậy anh em, thì nó sẽ hay hơn rất nhiều anh em ơi. Thì đương nhiên mỗi người đều có cách đánh riêng rồi. Nếu em nào có cách đánh nào hay hơn thì em có thể áp dụng. Nhưng mà mình thường đánh theo cách đánh nó thôi anh em. Chơi thà là bình tĩnh mà ăn được, còn hơn là mất bình tĩnh như tí nó còn một cái nịt anh em ạ. Hôm nay thì mình thường chơi dân xem sóc đĩa nha. Và cách đánh của mình là không cần đọc cầu luôn nha em ơi. Cách đánh của mình thường cách đánh không đọc cầu nha em ơi. Và cách đánh của mình là mình sẽ chọn 3 trắng hoặc 3 đỏ anh em nha. Hôm nay mình chọn 3 trắng đi. Mình sẽ chọn từ đầu tới cuối, mình không có bao giờ đọc cầu luôn anh em ơi. Chọn từ đầu tới cuối luôn. Đấy, ván đầu thắng luôn này. Tuyệt vời chưa anh em ơi. Đấy, 7 mê này. Còn 1 mê 6 rồi thôi, 1 mê 5 này thôi chứ. Nó lên này hay không thì không biết được anh em ạ. Cách chơi này thì anh em xác định là chỉ xác định ăn non thôi nha. Chứ ăn to là không được đâu anh em ơi, ăn to là không được đâu. Ăn to vì nó soi ngay ấy. Cứ xác định game này, cứ xác định ăn non thôi. Ăn non thôi anh em ơi. Ăn non đó là mình nghĩ là có thể gọi là tối ưu nhất đấy. Đừng có tham ăn to. Mà cái này là có thể một chuỗi anh em không thắng là điều bình thường nha. Một chuỗi anh em không thắng là điều rất bình thường anh em ơi. Cho nên phải chấp nhận điều đó nếu như một chuỗi anh em không thắng nha. Đừng có bao giờ nghĩ rằng là nếu một chuỗi không thắng thì như thế nào. Không có đâu anh em. Một chuỗi không thắng là điều quá là bình thường. Bởi cái này nhân 4 lần mà. 4 lần anh em chỉ cần thắng một lần là anh em thắng tất cả trước đó rồi mà. Tôi bình tĩnh này nha. Trời ơi, thoang kìa. Toàn đấy anh em ạ, toàn. Không ngon đâu anh em ơi, không ngon đâu. Cứ bình tĩnh là thôi. Việc gì phải vội. Vội mình có bao giờ ăn được nó nhanh đâu anh em. Vội chỉ là mới nịt thôi. Để bên nó cho ăn ván này không này. Trời ơi, thua tiếp kìa. Lúc này mình chọn 3 đỏ phải ngon được không? Đúng anh em. Nhưng đó chỉ là nếu thôi. Nếu thôi anh em ạ. Ván này 150 đây. Cứ bình tĩnh đã. Trúng không ta? Trời ơi, toang nữa kìa anh em ơi. Toang lần nữa luôn đấy. Đen vậy ta. Mình quan trọng là cứ giữ bình tĩnh đã anh em ạ. Không giữ được bình tĩnh thì chỉ có toang thôi. Cái này có thể 4, 5 lần, 6, 7 lần nó không trúng là điều quá bình thường luôn anh em ơi. Điều quá là bình thường luôn. Nhưng mà cái quan trọng ấy là anh em đánh về chia vốn làm sao là chỉ cần một lần thắng anh em là thắng tất cả trước đó em thua rồi. Đó là cái điều đáng nói đấy anh em ạ. Điều đáng nói nó như vậy. Cho nên cứ giữ bình tĩnh đã khi chơi, chứ không giữ bình tĩnh là chỉ có toang thôi anh em nha. Không giữ bình tĩnh là chỉ có toang thôi. Bởi game anh em biết rồi, ai mà chả muốn ăn nó. Nhưng mà cuộc chơi này ai ăn được nó đó là cái quan trọng anh em ạ. Có thể ngày hôm nay anh em không ăn được nó, nhưng mà ngày mai em hên anh em ăn được nó. Và có thể khung giờ hôm nay 5 giờ em đánh không hên, nhưng mà ngày mai em đánh khung giờ 5 giờ em phải hên. Nhưng mà có thể ngày hôm nay em đánh khung giờ 7 giờ nó hên, nhưng mà 5 giờ em phải thua. Cho nên em phải lưu lại những cái đó. Điều khung giờ nào em hên thì hôm nói anh em nên đánh. Để ý cái đó xíu. Khung giờ nào không hên thì nên tránh đi nha. Chứ đừng đánh cố cho toang thôi anh em ạ. Đấy, lúc nãy giờ tính ra ấy là mình vốn là 68. Lúc này mình thua 1 mê 2 đấy anh em ạ. 42 đấy. Ván này túng một cái là mình phải bờ ngay anh em này, đúng không? Nếu nó túng thôi. Trường hợp nó túng hay không thì đương nhiên mình không thể biết được. Mình chơi giống như anh em tôi đoán đại thôi, chứ mình đã biết làm sao ván nào đéo nào cũng về được. Trời ơi, thua tiếp kìa anh em ơi. 118 này đấy anh em, 118 lần rồi đấy, không nhỏ đâu nha, không nhỏ đâu anh em. Ván này thua cái là dễ toang lắm đấy. Ván này thua là 26 lần đấy anh em ạ, 26 lần đấy, không nhỏ đâu. Cái ván sau ít nhất phải đặt đó là 1 mê đến 900. Để biết nó trúng không này. Trời ơi, nó thua tiếp kìa anh em ơi. Đen vậy ta, quá đen luôn đấy nhỉ. Một mê ván này đi, đen chịu thôi anh em ạ. Game mà, mình biết thế nào trước được. Mình chơi đương nhiên cứ kỳ vọng nó thắng thôi. Trường hợp nó không thắng thì mình cũng chấp nhận thôi anh em, chấp nhận thôi, chứ không biết làm sao đâu anh em, không biết làm sao đâu. Đen này chấp nhận thôi. Đổi ôi, vài ván này nó trúng này, tuyệt vời anh em ạ. Trúng một cái là về bờ ngay đó anh em thấy không? Mình tính vốn làm sao mà trúng một cái là mình về bờ ngay luôn. Và đánh ván 200 này, bởi vì bây giờ mình nghĩ là nó đang đến chuyện hê đấy anh em. 300 luôn đi, bởi vì mình nghĩ là bây giờ có thì em lúc lại để không, nó về 3 đỏ ấy, nó về mấy lần liên tục luôn, thì bây giờ 3 trắng nó cũng có thể tương tự như vậy anh em, có thể thôi. Ôi 3 đỏ kìa, hôm nay mình chọn 3 đỏ có vẻ mình hên được không anh em, đúng không? Nếu nay hôm nay mình chọn 3 đỏ nó có vẻ hên được không? Là mình nghĩ là đôi khi mình thắng, mình nghĩ luôn rồi đấy. Thôi chịu thôi anh em ạ. Cách đánh này quan trọng, phân bổ vốn và giữ vững bình tĩnh, đừng có vừa thua vào một vài ván mất bình tĩnh. Cách đánh này nếu anh em có vốn 10 mê mỗi ngày ăn 100 200 là quá dễ luôn đấy. Nhưng mà quan trọng anh em ban bao nhiêu thôi, đó cái quan trọng đấy anh em. Chứ ví dụ anh em ăn nhỏ 100 200 thì điều đó quá dễ rồi. Anh em ăn to ăn nhỏ thôi. Nhưng mà cái cách chơi là phải bình tĩnh kìa. Không bình tĩnh dễ toang lắm anh em ạ, dễ toang lắm, không phải đơn giản đâu. Cái mã Awin này có phải dễ ăn đâu anh em. Để biết nó có cho ăn không đây. Đấy rồi, bán này nó thắng rồi anh em ạ. Tuyệt vời không? Tuyệt vời chứ. Đấy, như thế mới ngon chứ anh em, đúng không? Cứ bình tĩnh đã anh em ạ. 300 này cứ 300 như vậy thôi, cứ bình tĩnh đã. Ăn được có phải ngon không? Ngon chứ. Trường hợp nó không ăn được chịu thôi. Bởi game này thì nó lên nhanh lắm, nhưng mà đương nhiên nó xuống thì nhanh, một chuỗi mà không thắng này xuống nhanh lắm. Rồi 3 đỏ kìa. Tính là 3 thằng 3 đỏ nó về nhiều nha anh em, về quá nhiều luôn đấy. Mình lúc này tròn 3 đỏ là mình đã thắng rồi đấy anh em, thắng lâu rồi. Nó chỉ là nếu thôi anh em. Hôm nay mình quyết định chọn 3 trắng, nó đen quá rồi, khởi đầu nó là đen rồi thì chịu thôi, biết làm sao giờ. Trúng cái thì ngon. Đầy rồi, trúng luôn anh em ạ, trúng luôn anh em ơi. Tuyệt vời chưa, 88 luôn. Tính là 86 là nghĩ thôi mà. Thôi được rồi anh em ạ, được rồi, không nên tham nữa. Bởi cuộc chơi này mà tham thì còn một cái nịt thôi. Có những lúc mình tưởng mình thua rồi đấy, nhưng mà may nó lại trúng một cái, nó lại về bờ nhanh lắm anh em ơi nha. Nghĩ anh em ơi, và nếu đặt tiếp là mình cứ đặt 3 trắng như vậy thôi. Nhưng mà thôi anh em ạ, nghĩ nha anh em ơi. Thôi video làm túc nha anh em, đừng quên lại cho một like và đăng ký nha. Mình thì chủ yếu quay anh em xem thôi, chứ mình không khuyến khích anh em bao giờ đánh con game này ra hên xui anh em biết rồi.